lần đầu tiên mà Nhung về là con trai á, đưa Nhung về thì thấy Nhung trẻ trung, hồn nhiên, vô tư, cười nói nhiều. Lần đầu tiên mà em về thì em không có sợ, thấy mẹ rất là thân thiện. Nhưng mà ấn tượng mà khi mà gặp mẹ là wow, thấy mẹ mình đang mang thai. Tại đó. Dạ, nên là cái đó là cái ấn tượng mà em cảm thấy là em nhớ hoài đến bây giờ luôn. Vậy đúng lúc mẹ chồng mang thai hả? Dạ. Vậy là năm 40 đúng không? 40. Ấn tượng lúc đó là mẹ mà bụng bầu ra. Dạ, đó. Dạ, bà gần xanh luôn, dạ. Cái ngày đầu gặp gỡ đó bao lâu thì mình mới tiến đến đám cưới? Dạ, khoảng 1,5 năm là con với ông xã lấy nhau. À, lúc đó là em bé con của mẹ mới có 8 tháng thôi. Nhìn lúc mà đám cưới thì nhìn giống như là con của hai người đó. Dạ. Dễ thương ha. À, coi như bên nhà chồng lên phát biểu ý kiến ha. Dạ. Xong thấy mẹ ẩm con 8 tháng lên nữa. Đúng rồi. Là cháu nội. Đúng rồi, công tượng cháu nội. Dạ. Nữa cháu nội luôn. Vậy cái khoảng thời gian mà mẹ sanh em bé thì em có phụ chăm sóc mẹ không? Dạ có, ngày nào em cũng xuống để em làm bếp phụ mẹ nè, ủi đồ. Tại lúc đó không có người làm ở nhà đó, cho nên là suốt cái quá trình mà quen á là em xuống em lo cho mẹ cho đến ngày mà mẹ đi sanh luôn. Đến 5 ngày hình như mẹ sanh mổ, cho nên 5 ngày mẹ trong bệnh viện là hình như em túc trực hết ở trong đó luôn. Mới quen có mấy tháng thôi mà giống như là một gia đình vậy á. Dạ. Vậy mà mẹ chồng sao không thương được, trời ơi. Thương chứ sao không thương. Rồi khi mà về làm dâu đó, con thấy con hợp điều gì với mẹ chồng con? Lúc mà mới cưới xong á thì nó có cái chưa hợp. Nhung á là con một, thành ra ba mẹ của Nhung á, ba mẹ ruột á chiều chuộng mà thương yêu lắm, thương lắm. Còn bên Ly Lan nè, thì Ly Lan lại ảnh hưởng cái gia đình mà đông con hồi xưa á, thành ra đứa con phải xa. Đó, mình ảnh hưởng cái quan niệm đó. Thành ra đến khi mình có ba đứa con, mình cũng theo cái quan niệm đó để mà mình những đứa con mình cho con dâu cũng vậy. Từ cái đó là tốt đối với mình, đó là cái quan niệm đúng, dạ. Quan niệm tốt thì con dâu này lại được cưng chiều mà có một đứa thôi. Thành ra là về quản liền. Ở nhà mình được coi như công chúa, xong rồi cái mình qua bên đây cái là mẹ mình bắt mình vào những cái gọi là những cái cũng hơi khuôn khổ một tí xíu cho nó hợp với gia đình của bên mẹ chồng. Thì không biết là em cảm thấy như thế nào, lúc đó mình có bị bỡ ngỡ không? Thật sự em cũng hơi bỡ ngỡ. Vì lúc mà mới gặp mẹ mà chưa có cưới á thì lúc đó mẹ hiền lắm, mẹ rất là thân thiện, dạ dễ lắm. Không nghĩ là khi mà vào làm dâu rồi, trời ơi sao mà khuôn khổ quá luôn. Lúc mà em sống một mình á thì em ngủ thường tới 9 giờ đến 10 giờ em mới dậy. Còn khi mà lập gia đình rồi á thì mẹ muốn là phải dậy sớm. Nhưng mà ví dụ như mới cưới thì mấy ngày đầu thì cũng bỏ qua đi. Không bỏ qua đâu, phải dậy đúng 7 giờ, 6 giờ. Không được là mẹ buồn, mẹ giận. Cho nên là cái thời gian đó là em với mẹ có những cái không có hợp nhau. Nhưng ngay lúc đó thì lúc mà mẹ kêu bắt 7 giờ phải dậy đúng giờ vậy, bực mình không? Dạ bực lắm. Dạ bực lắm. Đang cái giấc ngủ ngon. Dạ đúng rồi. Rồi có kêu hoài vậy, có khi nào rồi bực quá rồi gọi là cãi nhau liền luôn? Dạ không có cãi, nhưng mà mặt hầm hầm không nói chuyện nhau. Nhưng mà có nghĩa là 7 giờ thì vẫn dậy. Dạ. Nhưng mà hầm lắm. Dạ đúng rồi. Vậy rồi làm gì lúc 7 giờ? À, con dậy sớm là tập thể dục nè. Rồi còn nhỏ thì học bài, ôn bài để được đi học. Còn ấy giờ cầm cái chổi quét nhà này kia gì đó, coi sóc nhà cửa gì đó, cũng phải làm này kia. Còn mới đủ thời gian để mình còn làm này kia, chứ giờ ngủ dậy thì sao làm. Đó. Xong rồi nó không dậy, mặt nó hầm hầm rồi mày chồng ngủ vậy mình hơi cẩn thận. Lúc đó hơi bị thận, nhưng mà sau đó cũng vớt giác để giải thích á. Nhưng mà nếu mà nó dậy thì mặt mình không vui, mà không vui thì mặt chỉ giống nhìn cái hình sự gì đó. Coi như hai cái mặt là tùm quậm luôn rồi đó. Không phải lạy quá, nhưng mà giống như nó có cái sự lạnh. Chua cái mặt cứ lạnh quá kìa. Đúng rồi, như vậy là tôi bực mình lắm chú á. Tôi không vậy mà nó mầm hầm hầm rồi mặt chú làm quá thôi á. Rồi có bao giờ tranh luận với nhau về những cái chuyện khó của mẹ không? Dạ con thấy là lúc đó thời điểm đó là không nói được với nhau những cái gì hết. Không nói luôn á hả? Đúng rồi, không hợp nhau 3 năm, không hợp nhau 3 năm. Ba năm là khó chịu lắm á, người ta con chú mà bực mình cãi nhau một buổi thôi đã bực mình rồi. Hai vợ chồng mà giận nhau 2-3 ngày một tuần người ta khó chịu này, dạ. Tới 3 năm trời không hợp nhau. Lúc đó là buồn, trong lòng buồn. Cảm thấy chết rồi. Mình có con dâu vậy rồi, chết rồi.
lên chết trắng luôn á. Chết rồi, chết rồi. Không thể cứu bạn hả con ạ? Tại sao phải vậy ta? Nói chung đã không hợp nhau, cái mặt nó lạnh, nó khó. Con thì nếu mà mẹ đang ở bếp thì con lên lầu, còn mẹ ở trên lầu thì con đi xuống. Ủa rồi ăn cơm gia đình sao? Dạ, hình như là ít có buổi ăn cơm chung lắm. Tại vì lúc đó công việc á, con cũng đi buôn bán quần áo rồi cứ chạy tới chạy lui nè. Còn mẹ thì lúc đó đi dạy nữa, cho nên là cái khoảng thời gian mà gặp nhau cũng ít lắm. Nhưng mà gặp nhau thì như vậy đó, là nói chung là cứ lạng lạng. Dạ, lạng lạng nhau. Trong cái không khí đó phải nói là nó ngột ngạt lắm ha. Dạ. Rồi chồng con có nói gì trong cái chuyện này không? Dạ, ông xã con buồn. Tại vì không biết làm sao hết. Tại vì một bên là mẹ, một bên là vợ. Mình không biết mình đứng ở giữa, mình bên vực bên nào đây. Nói chung lúc sau này mình nói chuyện với cháu khó quá. Cái phải nói chuyện với con trai. Cái nói chuyện với con trai thì thấy im lặng, khổ. Thấy con trai nó khổ. Cũng không muốn con mình ở giữa khó xử đúng không cô? Đúng rồi. Dạ. Có giai đoạn á là không nói chuyện được, mẹ viết thư. Mẹ viết thư gửi cho con, mà không phải đưa con mà đưa ông xã con, xong ông xã con đem xuống cho con. Ghi những cái gì mà mẹ khó chịu rồi này chia ra. Viết thư sao mà viết thư cũng không được luôn. Ủa viết thư rồi con đọc thư rồi con thấy sao? Dạ con tức giận lắm. Tức giận hả? Dạ, con thấy những cái đó nó kỳ quá. Tại vì lúc mà tuổi mà con lập gia đình á, con còn quá trẻ, cho nên là cái tôi của con nó rất là lớn. Nên là khi mà đọc vô cái thấy bực lắm, không muốn đọc luôn. Coi tới vậy không là không muốn đọc luôn. Không đọc luôn. Sao bây giờ cái bức thư đó nói sao mà em bực dữ vậy, em còn nhớ nội dung không? Ý là mẹ muốn con thức dậy sớm, thì ít nhất con ở trong cái gia đình này con cũng phải biết là sáng con phải dậy, con này kia. Ví dụ như quần áo đồ đạc đến mỗi tuần là con phải thay, đừng có để nó quá ra rồi mọi thứ thì một tuần là thay một lần, nhiều khi mình lố ngày hai ngày đó, cái là mẹ khó chịu. Cho nên là mẹ những cái bực đó mẹ bắt đầu mẹ ghi vào tờ giấy khi mà mình đọc. Dạ ghi hết luôn, ghi hai trang, con nhớ lúc đó hai trang giấy luôn á. Được có một cái cảm thấy vui, cái tại mẹ con ghi chữ đẹp lắm cho nên con đọc dễ. Chứ mà mẹ con mà ghi chữ xấu thôi chắc con không biết làm sao. Còn chữ đẹp nữa. Dạ. Con đọc con không muốn đọc, con cất qua bên luôn. Dạ cất bên, con đọc được mấy dòng con nãy con kể đó. Giận là... luôn ông xã luôn hả? Dạ lúc đó là không muốn nói chuyện với ai hết. Mình chỉ muốn ở trong phòng một mình thôi. Thành ra sau đó cái Lan thấy thôi Lan không nói nữa. Miễn sao con mình vợ chồng nó hạnh phúc là được rồi. Dạ. Mình đâu phải là lấy về để mà ở mình trăm năm hạnh phúc đâu. Mà là con mình trăm năm hạnh phúc là hai vợ chồng nó. Còn mình nếu mà được mà mẹ chồng nàng dâu á mà nó tốt thì mừng. Còn nếu không thì thôi cũng không sao. Cũng không sao. Thì sau đó thì thôi không nói nữa. Số kỳ lạ ta. Vậy cái người thứ ba cũng không nói được luôn. Có nói. Mà nói đâu cãi tới đó là còn cãi dữ lắm. Cãi. Nói một cái là không phải đâu, không sao đâu, không phải đâu. Mà cứ như vậy hoài. Nói với một người mà cứ không phải đâu, không sao đâu cãi. Thì cuối cùng là sao thôi, mình nên thôi đừng nói hay nhất. Thì bây giờ con đang thắc mắc là lý do tại sao sau 3 năm đó mình đã trải qua những cái gì mà mình có thể mình mở lòng ra với nhau hơn. Dạ em nhớ là cái thời gian đó em sanh bé đầu á, là bé bị bệnh. Lúc đó là bắt đầu mẹ mới vào chăm sóc này kia. Thì cái lúc mà thấy mẹ lo lắng cho bé rồi mọi thứ á, thì giống như là em cảm giác giống như mẹ thương mình thì mẹ thương con mình luôn. Có nghĩa là cháu mà. Đó cho nên là lúc đó em cảm thấy là giống như em thấy được sự gần gũi ở mẹ với mình hơn. Chứ còn cái lúc trước thì không có cái sự gần gũi như vậy. Và sau đó thêm một khoảng thời gian là bé bị bệnh á, thì khi mà 8 tháng bé xuất viện về nhà đó, thì em không còn ở chung với gia đình mẹ nữa, mà em đi qua một cái chỗ khác. Em ở là bên dì của, có nghĩa là chị ruột của mẹ, là dì của ông xã. Đó là xa nhau khoảng 3 năm. Thì lúc đó, đó là mỗi lần có chuyện gì buồn á, là em đều gọi về cho mẹ. Lúc đó giống như cảm giác như là mình xa nhau, cái mình tự nhiên mình nhớ hết tất cả những cái quá trình mà mình sống cùng nhau. Sau đó thì cứ mỗi ngày có chuyện gì vui, có chuyện gì buồn là đều gọi điện cho mẹ để tâm sự. Đó, từ đó mà cái sự gắn kết giữa hai mẹ con có lại với nhau. Dạ. Phải chi giá như mà ngày xưa hai mẹ con tâm sự với nhau nhiều hơn á, thì đâu có chuyện gọi là 3 năm dài đằng đẵng. Thật ra mà nói 3 năm đúng là một cái bi kịch đó. Dài lắm. Một ngày, hai, ba ngày cãi nhau mà ở chung nhà mà 3 năm không muốn nhìn mặt nhau, không thèm nghe nhau nói chuyện. Thậm chí gửi thư mà không thèm đọc nữa thì nó kinh khủng lắm á.